Xin chào mọi người, mình là Linh, mình nhà ở Tây Hồ, Hà Nội. Dạ vâng, xin chào anh Linh. Anh Linh ơi, thì không biết là lý do vì sao mà anh lại biết đến Nikkei ạ? Vì do anh gia em cũng đã từng làm ở đây rồi. Vâng ạ, thì không biết là anh Linh đã từng làm dịch vụ gì ở Nikkei ạ? Em trước thì cũng salon mày, sau rồi khá là ưng, và sau 4 năm, hơn 4 năm rồi, gần 5 năm rồi sang một Thụy Điển thì cái lông mày trộm vía là màu giữ vẫn khá là ok. Nhưng mà thực sự hôm nay em đến đây để thay đổi dáng lông mày khác thôi, nên là trong khoảng thời gian đấy là mình đã xóa lông mày mấy lần đi rồi. Vâng. Và hôm nay bắt đầu là xăm dạ, vâng. Kiểu mới gầy vâng. Sợ thôi. Vâng. 4 năm trước thì có thể là lúc đó là vẫn còn microblading đúng không ạ? Tức là full đúng không ạ? Và sau 4 năm thì Nikkei đã nâng cấp công nghệ lên là công nghệ vớt sợi, cho nên là anh Linh đã quyết định đến Nikkei để làm lông mày công nghệ mới ạ. Yeah, vâng. Anh Linh ơi, thì ở cái lông mày mà sau khi đã làm 4 năm của anh ấy, thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về, thứ nhất là về màu mực này, thứ hai là về cái dáng mày, thì anh thấy là sau thời gian dài như vậy thì nó như nào ạ? Cái màu mực với cái lông mày cũ thì nó vẫn khá là ok, còn nó không bị trổ xanh đúng không ạ? Đúng rồi, nó chỉ bị cái đầu một tí mất đi thôi. Nó chỉ bị hơi mờ một tí thôi. Nhưng mà mọi thứ vẫn là khá là hoàn hảo. Dạ vâng, bởi vì là cái gốc mực mà Nikkei đang sử dụng là một gốc mực organic, là cái gốc mực tốt nhất hiện nay. Và đặc biệt là qua thời gian thì không hề bị trổ xanh hay là bị trổ sang những cái màu khác. Đó. Và không biết là sau khi bây giờ như mọi người có thể thấy thì anh Linh đã có một cái cặp lông mày với cái công nghệ vuốt sợi mới nhất hiện nay rồi, thì em xin mời máy quay zoom sát hơn một chút xíu để chúng ta có thể quan sát được cái lông mày của anh Linh nhá. Như mọi người có thể thấy thì Master Hoa Minh Vương đã thiết kế cho anh Linh một cái dáng mày rất là phù hợp với khuôn mặt. Ngoài ra thì với cái công nghệ mới này là công nghệ vuốt sợi, thế cho nên là sợi mày rất là tự nhiên và bay bổng. Và anh Linh vừa chia sẻ chúng tôi là anh Linh rất là hài lòng. Thế anh Linh ơi, thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết cái cảm xúc của anh khi mà anh được, vừa làm xong cái lông mày mới rồi. Em thấy nhẹ có ai nào không cần gì nói. Nhẹ quá là ưng rồi. Dạ vâng. Vậy anh có điều gì gửi gắm đến đội ngũ của Nikkei không ạ? Em cảm ơn tất cả mọi người. Dạ vâng. Thì hiện nay thì em thấy là các anh nam giới thì rất là ngại làm những công nghệ hay là làm những cái liên quan đến làm đẹp như này, thì anh có điều gì muốn gửi gắm đến các anh đang theo dõi livestream không? Thực ra thì em thì mới từ bên nước ngoài về, và bên nước ngoài người ta cũng làm những thứ mà nó khá là bình thường ấy. Không, nói chung là cái vật về cái vấn đề này thì không, tất nhiên là không sao cả. Các anh vẫn xăm những các thứ lông mày thoải mái. Vâng. Mình làm đẹp mà, mình làm đẹp cho bản thân mà. Vâng, tức là anh Linh muốn truyền đạt, muốn gửi gắm đến các anh đang theo dõi livestream ở tại Việt Nam là chúng ta hãy đừng ngại ngần gì mà hãy thay đổi cái diện mạo của mình, và nhất là những cái công nghệ làm đẹp ở tại Nikkei là vô cùng tự nhiên. Đúng nên rồi. Là ở tất cả những cái anh hay là các chị đang có những cái tình trạng lông mày chúng ta chưa ưng này, thì chúng ta hãy gửi tình trạng qua fanpage của Nikkei để chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các công nghệ đang được áp dụng tại Nikkei mọi người nhé. Cảm ơn anh Linh rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người.